Trong vòng 10 năm qua, với chiến lược phát triển lấy SEA Games làm trọng tâm, thể thao Việt Nam đã mang lại nhiều thành công trên bước đường phát triển. Kể từ SEA Games 26 năm 2011 tới SEA Games 30 năm 2019, thể thao Việt Nam luôn nằm trong top 3 quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, thành công ở SEA Games chính là bàn đạp quan trọng cho thể thao Việt Nam bước tiến tới những đấu trường lớn trên thế giới, đặc biệt là ASEAN và Olympic. Sau chu kỳ Olympic vừa qua, thể thao Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới với những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng mà gần nhất là SEA Games 31 và ASEAN 19 năm 2022. Sắp tới cũng rút những kinh nghiệm, những cái mà còn khiếm khuyết cũng như là hạn chế thì chúng tôi cũng phải tiếp tục tìm mọi cách, tìm mọi phương án, kể cả xã hội hóa để được đầu tư cho các em được tập huấn quốc tế trong cái điều kiện tốt nhất có thể duy trì và nâng cao thành tích hướng tới ASEAN 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Thì chúng ta cũng hy vọng một số vận động viên mà đã giành được huy chương bạc, huy chương đồng 2018 ở Indonesia thì có thể đổi màu được huy chương, chẳng hạn như là vận động viên huy vàng bơi lội chẳng hạn, Quách Thị Lan môn điền kinh, thế và cũng một số vận động viên ở một số môn võ hay boxing, một số môn cá nhân khác. Trong chiến lược phát triển của thể thao ấy, thì như các nước phát triển thì tôi nghĩ rằng là họ có một cái nền tảng vì là họ là phát triển cái xã hội hóa rất sớm, thì tôi nghĩ là với cái nguồn lực của nhà nước thôi thì chưa đủ mà chúng ta phải biết tận dụng được cái nguồn lực của xã hội kết hợp giữa các liên đoàn và hiệp hội, thì tôi cho rằng là tương lai cho thể thao Việt Nam nó mới có thể là tốt hơn được. Thời gian từ nay đến khi SEA Games 31 khởi tranh không còn nhiều, do vậy thể thao Việt Nam sẽ bắt đầu chặng đường mới với hàng loạt mục tiêu chờ đợi trước mắt kể từ năm 2022. Chính vì vậy, ngay từ lúc này các đội tuyển quốc gia cần tập trung cao độ để trở lại chuẩn bị cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới với khát khao được vinh danh tại giải đấu lớn nhất khu vực ngay trên sân nhà.